Hallihallo, wie geht's? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Xin chào các bạn, mình hy vọng là tình huống các bạn đều ổn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và như đã nói, hôm nay chúng ta sẽ học một bài học nói về các cách để đưa thông tin cá nhân của mình. Bài học ngày hôm nay của chúng ta chủ yếu xoay quanh những thông tin cá nhân như tên, họ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tình trạng hôn nhân, số con, quốc tịch, địa chỉ, vân vân. Bài học này là một trong những bài mới bắt đầu ở chương trình A1 nhưng đã khá đầy đủ về chi tiết, giúp các bạn có thể nói rõ ràng những thông tin cá nhân của mình. Đặc biệt khi mà các bạn vừa mới tới Đức thì các bạn đều đã phải đến để đăng ký thông tin lưu trú, lại nơi cư ngụ, cho nên đây là những cái thông tin ban đầu mà các bạn chắc chắn sẽ phải sử dụng khi mà mới tới nước Đức để học tập hoặc làm việc. Ngoài ra đối với các bạn phải tham gia các kỳ thi thì đối với kỳ thi A1 đây là một phần rất quan trọng bởi vì nó có vào trong phần viết cũng như là phần nói của các bạn. Vì thế mình làm video này để mong hỗ trợ cho các bạn có những kiến thức ban đầu được vững vàng và có thể thực hiện tốt các kỳ thi của mình cũng như là có một đời tốt đẹp tại nước Đức. Trước khi vào phần mẫu câu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một lượt những danh từ mà chúng ta sẽ sử dụng trong phần này. Đó chính là những danh từ mà các bạn phải hiểu khi điền form hồ sơ hoặc là để khi đọc một cái bản khai thì các bạn phải điền những từ này. Thứ nhất là từ Teanamo. Teanamo có nghĩa là tên của các bạn nhưng thường họ có ý thiên về phần họ. Các bạn có thể hiểu Teanamo hoặc Familienname hoặc Nachname đều có nghĩa là họ của mình. Mình sẽ nhắc lại ba từ này. Der Name, der Familienname, der Nachname. Tiếp theo là der Vorname, tức là tên gọi của các bạn. Ví dụ như tên của mình thì Vorname sẽ là Dương và Familienname của mình sẽ là Đặng. Nơi sinh, der Geburtsort. Der Geburtsort. Ngày tháng năm sinh, das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum. Tuổi, das Alter. Das Alter. Nghề nghiệp, der Beruf. Der Beruf. Nơi ở, der Wohnort. Der Wohnort. Địa chỉ, die Adresse. Die Adresse. Ngoài từ die Adresse, trong tiếng Đức còn một từ nữa cũng chỉ địa chỉ, đó là từ die Anschrift. Die Anschrift. Các bạn lưu ý về cách viết địa chỉ trong tiếng Đức thì nó hơi khác trong tiếng Việt một chút. Ví dụ như trong tiếng Đức các bạn sẽ viết tên đường trước số nhà. Sau đó sẽ đến Postleitzahl. Die Postleitzahl là mã bưu điện. Có nghĩa là không phải mã điện thoại mà là mã để gửi bưu điện. Ở mỗi một thành phố hoặc là mỗi một vùng trong một thành phố của Đức đều có những cái mã bưu điện gồm 5 chữ số. Thì các bạn cần nhớ 5 cái chữ số này rất quan trọng khi mà các bạn viết dòng địa chỉ bởi vì từ 5 chữ số này họ có thể truy được ra tên đường, thành phố và quốc gia. Cho nên nhiều khi các bạn có thể không biết thành phố nhưng nếu các bạn biết 5 chữ số này thì người ta vẫn có thể tìm ra được cái gói bưu kiện này sẽ đi về thành phố nào. Sau số bưu điện thì sẽ đến tên thành phố nơi bạn sinh sống. Mình sẽ lấy ví dụ một dòng địa chỉ Đức. Berliner Straße 5 34605 Berlin. Địa chỉ này đương nhiên là không có thật bởi mình chỉ muốn lấy làm ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Các bạn sẽ thấy là Berliner Straße là tên đường, sau đó đến số nhà 5 và đến Postleitzahl, sau đó cuối cùng là tên Berlin là tên của thành phố. Tiếp theo sẽ là thông tin về số điện thoại. Die Telefonnummer. Die Telefonnummer.
địa chỉ email của các bạn. Die email adresse. Die email adresse. Tình trạng gia đình. Der Familienstand. Der Familienstand. Die Anzahl der Kinder. Die Anzahl der Kinder. So con. Sprache. Die Sprache. Ngôn ngữ. Và cuối cùng là die Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit. Quốc tịch. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với các mẫu câu đàm thoại này nhé. Những từ mà ở đoạn trước thì các bạn sẽ dùng để hiểu trên văn bản, nhưng những câu tiếp theo sau đây thì các bạn sẽ dùng để hỏi và trả lời, tức là để giao tiếp. Nếu bạn muốn hỏi họ của một ai đó thì các bạn sẽ hỏi là Wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Hoặc đôi khi người ta cũng chỉ hỏi là Wie ist Ihr Name? Mein Familienname ist. Hỏi tên. Wie ist Ihr Vorname? Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist. Mein Vorname ist. Cách hỏi nơi sinh. Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Ich bin in geboren. Ich bin in geboren. Cách hỏi ngày tháng năm sinh. Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Ich bin am geboren. Nếu như bạn muốn nói ngày thì các bạn sẽ nói am cộng với ngày tháng năm. Còn nếu như bạn chỉ muốn nói năm thôi thì các bạn sẽ nói là Ich bin 1982 geboren. Các bạn lưu ý khi nói năm trong tiếng Đức thì chúng ta không dùng giới từ, không phải giống như tiếng Anh mà các bạn sẽ dùng giới từ in. Mà trong tiếng Đức người ta sẽ chỉ để nói năm không thôi. Ví dụ như mình sinh năm 1982 thì mình sẽ nói là Ich bin 1982 geboren. Trong clip này mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cách đọc năm trong tiếng Đức nha. Đọc năm trong tiếng Đức thì các bạn sẽ tách làm hai phần. Ví dụ như là năm 1999 trở về trước thì các bạn sẽ đọc là 1900, sau đó đến hàng đơn vị và hàng chục theo cách đọc hàng chục tiếng Đức. Ví dụ như năm 1970 thì chúng ta sẽ có là 1970. Năm 1988 sẽ là 1988. Nhưng từ năm 2000 trở đi chúng ta sẽ đọc là 2000. Ví dụ năm 2001 các bạn sẽ là 2001. Hoặc là năm 2005 sẽ là 2005. Và hiện nay trong năm nay thì chúng ta đang là 2016. Tiếp theo là cách hỏi tuổi, Alter. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. Trong video clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách hỏi nghề rồi, các bạn có còn nhớ không? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Oder was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ich arbeite als. Nếu như bạn nào còn chưa nắm được cách hỏi nghề nghiệp thì có thể xem lại video trước của mình nha, bài số 5. Tiếp theo là cách hỏi nơi ở. Wohnort. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Go
Câu này mình cũng đã hướng dẫn trong clip số 2. Khách hỏi bạn đến từ đâu và bạn sống ở đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi địa chỉ. Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Meine Adresse ist Berliner Straße 5. Meine Adresse ist Berliner Straße 5. Tiếp theo thì người ta có thể hỏi các bạn là tình trạng gia đình của bạn như thế nào? Was ist Ihr Familienstand? Was ist Ihr Familienstand? Hoặc đôi khi người ta hỏi bạn đã có gia đình chưa? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Các bạn có thể trả lời là Yeah, ich bin verheiratet. Hoặc là Nein, ich bin ledig. So con, Anzahl der Kinder. Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder haben Sie? Hoặc haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Ja, ich habe zwei Kinder. Oder nein, ich habe noch keine Kinder. Nun, welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Vietnamesisch, Englisch und Deutsch. Die Staatsangehörigkeit. Okay. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Meine Staatsangehörigkeit ist Vietnamesisch. Meine Staatsangehörigkeit ist Vietnamesisch. Bitte vorne nach. Đôi khi các bạn sẽ cần hỏi số điện thoại. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist. Meine Telefonnummer ist. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, meine E-Mail-Adresse ist. Meine E-Mail-Adresse ist. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong phần giới thiệu thông tin cá nhân của mình. Chúc các bạn học kiến thức thật là tốt nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở video sau, video số 7. Trong video này mình sẽ nói về những danh từ chỉ quan hệ trong gia đình và một số thông tin ngữ pháp liên quan, cũng như một số một câu gợi ý để cho các bạn đi A1 có thể áp dụng được. Các bạn nhớ đón xem nha. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.